đội tuyển nữ Việt Nam nhận mưa quà tặng, Huỳnh Như kể chuyện đặc biệt. Lễ mừng công đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam diễn ra hoành tráng tại tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào sáng ngày 11 tháng 2. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ nhớ mãi ngày mùng 6 Tết âm lịch, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, cột mốc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Đài Loan, Trung Quốc, 2, 1, qua đó lần đầu tiên giành vé vào World Cup 2023. Sau kỳ tích lịch sử, những cô gái Việt Nam đã được chào đón nồng nhiệt tại sân. Bay nội bài vào sáng ngày 10 tháng 2. Vào chiều tối cùng ngày, đội tuyển được Thủ tướng Phạm Minh chính tiếp chúc mừng tại văn phòng chính phủ. Thủ tướng biểu dương và trao tặng huân chương bằng khen cho tập thể và các cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó Thủ tướng còn tuyên dương những nữ chiến binh rộng vàng Việt Nam là các cô gái kim cương. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Vào sáng 11 tháng 2 tại hội trường Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, diễn ra buổi lễ mừng công cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tại đây ban huấn luyện và những cô gái kim cương đã nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá từ VFF. Các nhà tài trợ, doanh nghiệp xúc động trước tình cảm đặc biệt, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành lời cảm ơn tới các cơ quan, ban ngành và người hâm mộ, ông cho biết, chúng tôi rất vinh dự được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam làm lễ mừng công với tinh thần của phụ nữ việt nam chúng tôi đã thi đấu hết mình tập trung cao độ ở giải lần này để giành thành tích tốt nhất xin hứa thi đấu hết mình ở chặng đường tiếp theo chúng tôi cũng không dám hứa về kết quả chúng tôi đã tập trung thi đấu từng chặng và có được kết quả như chúng ta đã biết đó là tinh thần của phụ nữ việt nam của con cháu bà trưng bà triệu sau phát biểu của huấn luyện viên mai đức chung đội trưởng huỳnh như nói Hôm nay tụi con rất xúc động khi liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ mừng công. Toàn đội đã cố gắng rất nhiều, có những lúc từng nghĩ không thể tham dự giải. Đội đi Ấn Độ, số lượng cầu thủ mắc Covid-19 tăng lên, có lúc chỉ còn 3 cầu thủ, bác chung và ban huấn luyện động viên rất nhiều, do vậy những người còn lại không mắc Covid-19 vẫn nỗ lực tập luyện để bù đắp cho những cầu thủ bị dính virus. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam tiết lộ, những cầu thủ dính Covid 19 nhờ chống bệnh theo phương pháp dân gian, sông hơi bằng tỏi, xả, nên đã mau chống đuổi được Covid-19 trong người. Cộng với tinh thần bất khuất không bỏ cuộc, các cầu thủ đã thực hiện hóa được giấc mơ World Cup của 90 triệu dân. Thành công của đội tuyển ngoài nỗ lực còn phải kể tới may mắn khi chúng ta có đủ người thi đấu. Ở buổi lễ mừng công do VFF tổ chức, đội tuyển bóng đá nữ đã nhận được những phần thưởng lớn trong đó Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng đội tuyển 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao tặng 5,5 tỷ đồng, công ty Honda Việt Nam trao tặng 1 xe HRV cho huấn luyện viên Mai Đức Chung, 1 xe HRV cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam và 21 xe SH1 cho các cầu thủ. Bên cạnh đó là nhiều món quà bằng hiện vật và tiền mặt có giá trị từ các thương hiệu khác. Vào ngày mai 12 tháng 2, các thành viên tuyển nữ Việt Nam sẽ được trở về nhà để nghỉ ngơi và thăm gia đình sau hơn 2 tháng luyện tập, thi đấu xa nhà. Với riêng các cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ tiếp đón và mừng công. Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyển thủ sẽ di chuyển bằng xe buýt hai tầng về trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh